thì bây giờ chúng ta hãy chuyển qua và nói về Cardano đi Tại vì có rất nhiều bài hỏi thuận trong thời gian mấy ngày hôm qua là gần đây không thấy nhiều thông tin liên quan tới Cardano Thì thật ra mà nói Cardano vẫn đang tiếp tục phát triển Có rất nhiều những cái cập nhật mà thật ra mà nói là không có cái sức ảnh hưởng nhiều đến giá cả cho nên chúng ta thì được là ít có người đề cập tới nhưng mà trên căn bản các bạn đi được là những bạn nào mà đầu tư Cardano thì cần nên hiểu là Cardano thì có năm cái giai đoạn giai đoạn từ 1 đến 5 như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn nền tảng gọi là Byron Foundation đây là cái giai đoạn đầu tiên kế tiếp là cái giai đoạn Shelley, đây là cái giai đoạn liên quan đến là phi tập trung tập trung vào cái chuyện là làm cho mạng lưới phi tập trung Kế tiếp là Govern, Govern là cái giai đoạn liên quan tới hợp đồng thông minh. Kế tiếp là Basho, số, Basho số liên quan tới là làm cho mạng lưới có thể phát triển nhanh và lẻ hơn. Và cuối cùng là Voter, là Governance, có nghĩa là liên quan đến quản trị, mạng lưới thì chúng ta thấy được là trong năm giai đoạn này là chúng ta hiện bây giờ đang ở giai đoạn 2 và 3. Thật ra những giai đoạn này đó là phát triển song song với nhau nhưng mà chúng ta bây giờ đang tập trung vào giai đoạn 2 và 3. Các bạn cũng đã thấy là chúng ta có những cái cập nhật như là các bạn thấy là cập nhật Shelly, cập nhật Mary và chúng ta thấy được là gần đây thì ngày 1 tháng 4 cũng như là đầu tháng 4 mới đây thì chúng ta đã thấy có những cập nhật như là cái ví đề Dallas đã cập nhật để tiếp tục tiến tới cái chỉ tiêu là mạng lưới Cardano phải phi tập trung. Có nghĩa là cái việc mà tạo lốc là hoàn toàn phi tập trung chứ không phải là tập trung vào cái đội chính thức của Cardano trước đây thì là như vậy nhưng mà sau này thì sẽ rất là phi tập trung bất cứ ai cũng đi tham gia để mà tạo lốc cho mạng lưới Cardano và kế tiếp đó chính là cái giai đoạn gọi là Going đây là giai đoạn liên quan tới hợp đồng thông minh đây là giai đoạn rất là quan trọng liên quan đến sự phát triển của Cardano tại vì các bạn thấy được giai đoạn này đó bây giờ cái cập nhật kế tiếp mà nhiều người đang quan tâm đến đó chính là cập nhật Alonzo thì Alonso là một cập nhật mà chúng ta sẽ thấy hợp đồng thông minh xuất hiện trên mạng lưới của Cardano Bây giờ cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy những cái hợp đồng thông minh đang được thử nghiệm Nhưng mà chúng ta thực sự chưa thấy thực hư của Cardano như thế nào Sau khi mà chúng ta có cập nhật Alonso này Thì trên mạng lưới của Cardano sẽ bắt đầu có những cái ứng dụng phi tập trung sử dụng hợp đồng thông minh Thông qua cái uh, ngôn ngữ lập trình gọi là bluetooth thì chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta đang chờ đợi cho đến khi nào cho đến hè năm nay hè năm nay chúng ta sẽ có ngày cập nhật chính thức của cái uh, cập nhật Alonso này cho đến khi đó chúng ta mới thực sự thấy được là mạng lưới Cardano có thực sự là nhanh như là chúng ta suy nghĩ hay không có thực sự là tốt như là mọi người đang hy vọng hay là không và lúc đó có bao nhiêu những cái dự án sẽ nhảy qua Cardano đây là những điều mà chúng ta không biết được cho đến khi chúng ta có cái cập nhật Alonzo và bây giờ thì chúng ta phải chờ đợi cho đến hè năm nay. Và như người bây giờ thì chuẩn đoán giá Cardano có thể lên tới 2 đô, 5 đô. Thực ra những chuẩn đoán đó là dựa theo một cái tính đó chính là nếu như Cardano thực sự là được nhiều người quan tâm đến thì nhìn vào cái thị trường hợp đồng thông minh bây giờ, nhìn vào những cái thị trường liên quan tới DeFi vân vân à, liên quan tới NFT thì những thị trường đó đáng giá bao nhiêu và nếu như mà Cardano có thể thành công lấy được một phần thị trường đó thì giá của Cardano sẽ là bao nhiêu thường là họ tính là Cardano lên 2 đô 5 đô là dựa theo những những cái cách tính đó nhưng mà cho đến cái thời điểm hiện bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi cái cập nhật kế tiếp của Cardano. đó chính là cập nhật Alonso và chúng ta bây giờ vẫn chưa có ngày chính thức Thường đã tìm kiếm ở sáng nay nhưng mà vẫn chưa thấy bất cứ ngày chính thức nào được chia sẻ trên mạng Cho nên như mà nào mà khó thêm thông tin thì có thể để lại comment ở bên dưới Nhưng mà cho đến bây giờ thì cái cập nhật thì nhận được đó chính là hè năm nay Chúng ta sẽ có cái bước kế tiếp của Donald Đó chính là có học đồng thông minh Đó chính là cập nhật Alonso Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói về Tamiyam đi Thì các bạn thấy được là một trong những cái thông tin Thuận đã chia sẻ trên mạng xã hội đó Đó chính là thông tin liên quan đến một cái thống kê được chia sẻ bởi Missouri trong cái quý 1 của năm 2021 này thì có bao nhiêu giao dịch Ethereum thống kê dựa theo đô la đã giải quyết trên mạng lưới của Ethereum thì các bạn thiêu được cái quý 1 của năm 2021 này đã có 1,5 nghìn tỷ đô la được giải quyết trên mạng lưới của Ethereum Như là người ta giao dịch trên mạng lưới của Ethereum giải quyết lên tới 1,5 nghìn tỷ đô la và con số này nhiều đến nỗi mà các bạn thấy được là những cái quý còn lại như là 7 quý gần đây cái bàn cộng 7 quý gần đây lại thì cũng không bằng cái số lượng được giải quyết trong quý 1 của năm 2021 này cho các bạn thấy được là cái hiện tượng liên quan tới cái mạng lưới Ethereum tắt nghẽn hay là phí cao cũng không có làm cho nhiều người chung bước đi mà không sử dụng mạng lưới của Tremium thì các bạn thấy được là đây là một cái dấu hiệu cho thấy không chỉ riêng là trong quý 1 của năm nay mà chúng ta thấy được là quý này một quý nọ cái nhu cầu sử dụng TVm vẫn ngày càng được tăng lên như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì đây cho chúng ta thấy được là bây giờ thì chúng ta chỉ có thể là nhìn vào tình hiện tại mà thôi. Đương nhiên là Thuận Đức tin tưởng Ethereum, các bạn có đã biết là Thuận thường hay chia sẻ về Ethereum và Thuận đã tích lũy Ethereum từ rất lâu rồi. Thì các bạn thấy được là Thuận không nói là Ethereum sẽ mãi mãi là nền tảng đứng đầu. Nhưng mà ý Thuận nói đây là chúng ta chỉ có thể nhìn vào những cái tài liệu hiện tại mà thôi. Nếu như mà nói là những cái đồng khác bây giờ sẽ xóa ngôi Ethereum thì thật sự mới nói là những cái lời phán quyết đó đối với thời bây giờ là còn quá sớm như là các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại thì chúng ta có những cái nền tảng như là binance smart chain thì đang cạnh tranh với lại ethereum và binance smart chain thì hoàn toàn có thể đã lấy được một phần của thị trường ethereum nhưng mà nếu nói là đồng bnb sẽ xóa ngồi ethereum Tôi cảm thấy là ra cái lời kết luận đó bây giờ vẫn còn quá sớm tại vì chúng ta thấy ethereum ở thị hiện tại mà thôi so với lại mạng lưới của binance hay là so với lại mạng lưới của uh, Cardano vân vân thì các bạn có thể nghĩ là Ethereum đang lỗi thời nhưng mà thực sự mà nói chúng ta cũng nên hiểu là Ethereum không đứng yên một chỗ mà vẫn là một nền tảng đang tiến triển các bạn cũng đừng nên quên là Ethereum vừa có một cập nhật hai phút mới đây và có thêm một hai phút cập nhật kế tiếp đó chính là tháng 7 của năm nay và đó chính là London Harford đó chính là cái Harford mà sẽ có cái đề xuất EIP 1559 để mà đốt đi một số Ethereum và đề xuất đó sẽ cân bằng lại cái phí trên mạng lưới của Ethereum nhưng mà đó không phải là đề xuất duy nhất các bạn thấy được chúng ta có những cái cập nhật như là Rollups nghĩa là cái cập nhật nền tảng tầng 2 của Ethereum thì tầng 2 sẽ được thực hiện trên những cái ứng dụng khác nhau như là Uniswap 3.0 chúng ta đã từng nói tới và nhiều những cái nền tảng khác trên mạng lưới của Ethereum những ứng dụng đó có thể là phát triển cái tầng 2 thông qua những cái cập nhật rollups và Ethereum sẽ nhanh lên sau cái thời điểm mà chúng ta có cập nhật đó sau đó chúng ta vẫn tiếp tục tiến tới Ethereum 2.0 thì dựa theo cái đội của Ethereum thì rollups có thể giải quyết được vấn đề trên mạng lưới của Ethereum ít nhất trong giờ một năm sau đó chúng ta sẽ có lại tiền 2 không là bắt đầu hoạt động rộng rãi và lúc đó chúng ta sẽ thấy được là mạng lưới của Ethereum sẽ không còn đào nữa mà chuyển qua hệ thống proof stake hệ thống cổ phần và lúc đó mạng lưới Ethereum sẽ rất là nhanh thì bạn cũng nên hiểu là Ethereum là cái nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên cho nên có một cái hiệu ứng nghĩa là hiệu ứng của người đi đầu hiệu ứng người đi đầu thì thu hút được rất nhiều những cái dự án gây dựng trên Ethereum và hệ sinh thái Ethereum rất là lớn khi chúng ta so sánh với là những hệ sinh thái như là hình thái của Binance hay là hệ sinh thái của Polkadot vân vân thì đương nhiên những cái đồng khác vẫn đang tiếp tục hướng tới để mà cạnh tranh với Ethereum nhưng mà bây giờ dựa theo tài liệu hiện tại thì thuận vẫn có lòng tin vào Ethereum thì các bạn thấy được là chúng ta cần phải có cái cách nhìn tổng quát hơn cũng giống như là bây giờ thuận chia sẻ về Ethereum tại sao mà thuận vẫn có lòng tin vào Ethereum và các bạn cũng đã biết là ngoại trừ Ethereum ra thì thuận vẫn lưu trữ đồng Binance Coin thuận vẫn lưu trữ đồng Cardano đây cũng là những nền tảng thuận rất là yêu thích tại vì không ai biết được tương lai nhưng mà yêu thích nhất bây giờ vẫn là Ethereum thì bây giờ thuận chia sẻ nhiều thông tin để các bạn hiểu hơn để có một cái nhìn khác về Ethereum về Binance Smart Chain về Cardano. Donald cũng như là năm 2017, năm 2018 và thậm chí năm 2019. Thường chia sẻ về cái nhìn của thuận về bitcoin bây giờ đó thì các bạn thấy được là trong cái đợt tăng trưởng này đó thì thường không cần phải nói quá nhiều để mà bảo vệ bitcoin tại vì các bạn thấy là trong cái thời điểm này không có nghe nói tới là cái đồng bitcoin kế tiếp là đồng nào đồng nào sẽ xóa ngôi bitcoin chúng ta rất ít nghe nói tới những thông tin đó không giống như là năm 2017 năm 2018 hầu như là tuần nào cũng có người tấn công bitcoin nói bitcoin là một cái nền tảng là lỗi thời bitcoin sẽ được thay thế nhanh chóng mà thôi chúng ta có những cái đồng bitcoin khác tốt hơn như là bitcoin cash vân vân có những cái hệ thống những cái dự án khác có thể thay thế được bitcoin vân vân thì tôi đã chia sẻ rất nhiều trong thời điểm đó là thuận có lòng tin thời điểm đó là bitcoin vẫn sẽ tiếp tục là cái đồng mà thuận tin tưởng là cái đồng mà sẽ tiếp tục giữ vị trí thứ nhất cho đến khi nào mà thuận có thêm thông tin để có thể suy nghĩ một cách khác và bây giờ các bạn hiểu được bao nhiêu năm trôi qua thì bitcoin vẫn tiếp tục giữ vị trí đầu Tại vì các bạn phải nhìn vào tất cả tổng quát nhiều hơn là ngoại trừ các bạn thấy được là công nghệ như thế nào Công nghệ chỉ là một phần trong thị trường này mà thôi. Thường thường hay chia sẻ với các bạn là thị trường này là một thị trường trước hết là thị trường tài chính, sau đó mới là thị trường công nghệ và thật ra mà nói là cho đến thì điểm bây giờ chúng ta thấy được là cái xu hướng phi tập trung hay là không phi tập trung của một đồng cũng không có nhiều cái sự ảnh hưởng. Các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào mạng lưới của Binance Smart Chain đi thì so sánh với mạng lưới khác thì Binance Smart Chain là mạng lưới mà nó tập trung hơn so với những mạng nữ khác nhưng mà các bạn thấy được là Binance Smart Chain bây giờ vẫn đang được nhiều người sử dụng tại vì cuối cùng thì cái nhu cầu vẫn là thiết yếu tại vì bây giờ có nhiều người sử dụng mạng lưới Binance Smart Chain để mà yield farming tại vì họ yield farming có thể là cái phí thấp hơn và cái phần mà họ yield farming đó tiền đó có thể là ít hơn cứ như nào mà yield farming cái số lượng lớn thì cái phí trên Ethereum họ cũng không quan tâm nhiều cho nên cái bài được tùy theo nhu cầu Chúng ta phải nhìn vào công nghệ Nhìn vào nhu cầu, nhìn vào hệ sinh thái Nhìn vào là những tập đoàn nào đã đứng sau lưng để ủng hộ Ethereum Như là các bạn hiểu được bây giờ chúng ta có Bitcoin ETF Chúng ta có Ethereum ETF Chúng ta có rất nhiều những quỹ đầu tư liên quan tới Ethereum Và chúng ta thấy được cái sự ủng hộ của những công ty lớn bây giờ đã có nhiều dấu hiệu rồi đi thu mua Ethereum cho nên các bạn thấy được là chúng ta phải nhìn hết tất cả các khía cạnh tại sao mà Ethereum có thể tiếp tục giữ vị trí thứ hai mặc dù là nhiều bạn nghĩ là công nghệ thì có thể là những cái đồng khác có thể tốt hơn Ethereum nhưng mà đó chỉ là một phần trong tất cả những gì mà các bạn cần nên hiểu để biết được là một đồng này cái tương lai nó sẽ ra sao Và đương nhiên tất cả chỉ là cảm nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi Và các bạn có thể biết là bao nhiêu năm qua thường chia sẻ thì Bitcoin vẫn là đồng thường lưu trữ nhiều và thứ nhì đó chính là premium và đó cũng lý do tại sao mà thường thường hay chia sẻ với các bạn thường hay cập nhật gần đây thì uh, thường capital đã cải tiến trang web cho nên thường cập nhật trực tiếp bên trang web nhưng mà trước đây thường chia sẻ một năm rất là nhiều lần là thường đang lưu trữ những đồng nào vì những lý do thứ nhất là các bạn thấy được là không phải là bây giờ bitcoin đã nổi tiếng cho nên thường nói là thường lưu trữ nhiều bitcoin không phải như vậy các bạn nhìn vào Facebook, nhìn vào Twitter, nhìn vào những cái video thường chia sẻ trước đây đó thì thuần nó lưu trữ phần lớn Bitcoin từ rất lâu rồi chứ không phải là chỉ mới đây bây giờ thì ai cũng thích Bitcoin cho nên nói là thường thích Bitcoin thì rất là đơn giản không phải như vậy lúc mà những người không thích Bitcoin thường cũng lưu trữ Bitcoin năm 2018 rất nhiều người không thích Ethereum thường vẫn lưu trữ số lượng lớn Ethereum so với những nền tảng khác tại vì lòng tin của không có thay đổi trong vòng mấy năm qua tuy nhiên cái phần trăm thì sẽ có thay đổi nhưng mà cái tư tưởng thì không thay đổi trong những mấy năm qua tại vì thường không có lý do gì để mà thay đổi và khi các bạn hiểu được thường đang lưu trữ như đồng nào và lưu trữ đồng nào nhiều đồng nào ít hơn thì khi mà thường chia sẻ hàng ngày các bạn sẽ có thêm một cái góc nhìn là tại sao thường nên nói như vậy tại sao thường nên nói thế kia để cho các bạn hiểu rõ hơn chứ nếu như mà thường cứ không chia sẻ với các bạn thường đang làm gì thường đang lưu trữ gì thì các bạn sẽ dễ có nhiều cái hiểu lầm khi mà thường chia sẻ hàng ngày tại sao mà thường lại chia sẻ nhiều về đồng này mà không phải đồng khác đơn giản tại vì thường đang lưu trữ đồng này tôi đang lưu trữ đồng này thường đang lưu trữ đồng này cho nên thường dành nhiều thời gian hơn để mà tìm hiểu và đây là những đồng lớn có thể nói là ảnh hưởng tới xu hướng chung của cả thị trường crypto này và đương nhiên những đồng nào mà thường không có đầu tư không phải là xấu như thường đã chia sẻ với, với các bạn đó chính là thời gian là một cái thứ rất là quý báu cho nên không phải ai cũng có nhiều thời gian hay là không ai cũng có rất nhiều tiền cho nên một người cũng chỉ có thể là đầu tư vào một số dự án mà thôi và theo dõi sát những dự án đó bản thân thường cũng như vậy cho nên vì bà hỏi thường là tại sao đừng không đầu tư đồng này không có đầu tư đồng kia thì cũng không có lý do gì đặc biệt ngoài chưa được chưa có thời gian để mà tìm hiểu mà thôi